Chào các bạn. Thời gian trước mình nghĩ cây vải che nhà mình đây năm 25 mất mùa. Bởi vì năm 19 đến năm 24 chưa bao giờ mất mùa. Nhưng tới bây giờ, nửa bên này vẫn gần gốc mít, mình ít tác động thì đã ra được lộc một, đã ban. Nửa bên này thì mình tác động nhiều, chặt đứt nhiều rễ, bây giờ cũng nhú được một lần lộc. Vậy là thời gian trước, cách đây mấy hôm sau lộc thu, mình vẫn quyết định tỉa sạch lộc ở trong thân của vải u trưng trắng tháng 3 và 3 cây đằng sau và toàn bộ u hồng và làm thêm hai lần lộc nữa. Vậy là cây này tới thời điểm này nó ra thêm một lần lộc và đang nhú đang ra nhưng nó không đều. Thì chắc chắn sẽ thêm một lần lộc nữa. Vậy là có thể hai năm, năm 2025 lại không mất mùa nữa. Đấy, quá đặc biệt. Còn đối với vải thiều năm 2024 là năm mất mùa. Mình đã khẳng định chắc như đinh đóng cột từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Những cái gì mình khẳng định là không sai. Năm 19 mình khẳng định năm 20 mất mùa, đúng. Năm ngoái mình khẳng định năm nay mất mùa, cũng không sai. Cho nên những cái gì nó thuộc về yếu tố tự nhiên, thời tiết chúng ta không khắc phục được. Các bạn ạ, những yếu tố gì thuộc về thời tiết sẽ không bao giờ khắc phục được. Vì mình nắm được đặc điểm thời tiết của từng năm. Hôm qua có, hay là gần đây, hay là từ năm ngoái, khi trong năm nay, khi mà vải chúng ta bị sương giá, nhiều anh em chia sẻ là có thể rửa sương sẽ tốt. Nhưng như mình vừa nói, thời tiết nó là số 1. Vấn đề rửa sương, rửa hoa, nhử hoa mình đã chia sẻ từ những video rất lâu rồi. Chứ không phải chưa có ai làm. Mình đã làm, và làm rất lâu. Thì bây giờ mình quay trở về với cái vườn vải thiều nhà mình. Thì vườn vải thiều nhà mình năm nay mất mùa, mình chia sẻ cách làm của mình với anh em và các bạn như thế này. Làm đúng một lần lọc, có thể chúng ta vẫn bấm, vẫn tỉa, nhưng chỉ cần làm một lần lọc thôi. Chỉ phun nước sâu thôi, không làm gì. Đấy, các bạn nhìn vườn mình đã tỉa được một hàng. Tất nhiên trong thời gian này, mình vẫn đi làm rồi. Mùng 1 tháng 8 nó bắt tiệu trường. Mình đã tỉa xong một hàng, còn lại ở đây có 40 cây. Hai ruộng mình có 30 cây, gọi là 70 cây. Mình mới tỉa được một hàng, cứ gọi là 10 cây, vậy là 1/7. Cố gắng làm sao từ giờ đến 20 tháng 8 phải xong hết. Kể cả trời mưa nếu không có thời gian cũng phải ra làm. Vậy là mình, thời gian trước mình chia sẻ các bạn, nếu có thời gian thì chúng ta vặt lộc trong thân đi. Các bạn nhìn đây, mình vặt lộc trong thân đi. Một thời gian không phun nước sâu, và còn dày trắng rất nhiều. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Dày trắng rất nhiều nhá. Đây. Nhưng vải mình nó vẫn ra lộc mơn mởn như rau muống. Đấy, vẫn ra lộc mơn mởn như rau muống, không các bạn nhìn theo, vẫn ra lộc mơn mởn như rau muống. Vậy tại sao như vậy? Mình đã chia sẻ trong những video là khi vải nó nhiều lộc nhiều lá, nó tự nhiên thì cây vải nó sẽ không bị sâu. Kể cả lượt lộc một năm 2024 vừa rồi, lộc một cái vải u Thanh Hà nhà mình cũng thế, không phun nước sâu nhưng cũng sâu vì nó nhiều lộc quá, sâu ăn không kịp, thế thôi. Còn tại sao khi cây vải chúng ta thu hoạch xong chúng ta bấm tỉa sâu nó nhiều thế? Bởi vì nó thiếu lộc quá. Sâu nó không có thức ăn, nó phải ăn. Thế là nó ăn mất lộc nhiều và lộc tàn phá như vậy. Cho nên mình chia sẻ các bạn là chỉ cần làm một lần lộc cuối cùng là chăm sóc, còn không cần làm gì. Đấy. Bởi vì mình nắm được đặc điểm sâu bệnh, đặc điểm thời tiết, đặc điểm của cây vải. Thế tại sao vườn mình rậm mù, cũng như Thanh Hà rậm mù mà vải vẫn ra lộc tốt, không sâu? Bởi vì thứ nhất, sâu rất nhiều thức ăn. Cỏ, cây, hoa, lá. Có 10 con sâu. Nó ăn đến một ngọn cỏ. Mà 10 con sâu đó không có ngọn cỏ nào, vải không có lộc, thì chắc chắn nó phải ăn lộc vải mình. Thế thôi. Vậy. Khi nhiều lộc, nhiều lá và nhiều cỏ, sâu có ăn cũng không hết. Không muốn làm lộc nó vẫn ra. Cho nên mình chỉ nói là mình làm một lần lộc thật tốt. Làm lần lộc thật tốt. Bây giờ mình bảo từ tháng 8 bắt đầu, từ lập thu bắt đầu mình tiến hành mình làm lọc vải trong thân. Làm lọc vải thiểu thứ hai. Còn tại sao bên này mình tỉa thưa? Nhưng mình không phun nước sâu đâu. Bởi vì các bạn đã biết mình làm lọc trong thân, làm quả vải trên thân. Thì tỉa, chỉ có tỉa thưa thế này. Thì như mình chia sẻ cũng như các bạn vừa ngắm cái cây vừa rồi, lọc rất von rất dài, cũng như hôm qua hôm kia mình làm một video là nguyên nhân của lọc vải von dài mỏng và không ra hoa đậu quả bởi vì nó quá dày. Thì muốn làm vải trong thân, chúng ta phải tỉa thưa mà thôi, không còn con đường nào khác. Ngoài ra, như nhà mình thì không thuê.
không làm. Năm nay các cháu đã bắt đầu lớn lên lớp 8 chẳng hạn. Nhưng mà thật ra học sinh trẻ con nó lười lắm, bố mẹ không giục nó không làm đâu. Thủ chủ yếu hai vợ chồng. Còn những năm trước thế vải mình không thuê. Cho nên nếu mình làm lộc đầu cành để cây rậm rạp mà nhiều lộc nhiều quả thì thu hoạch rất là khó. Chỉ cần con đường là vất vả trong cả năm để rồi đến thời gian thu hoạch vải nó nhàn hơn một chút. Khi làm quả trong thân nó có ưu điểm gì? Quả đầu cành có đưa thưa, quả trong thân cũng có, thu hoạch cực nhanh và quả đẹp. Cho nên mình quyết định làm lộc trong thân. Cho nên phải cứ la lộc ra lại vặt, lộc ra lại vặt là như vậy. Quá vất vả đúng không? Nhưng những năm mất mùa, mình chỉ cần làm một lượt lộc thật tốt là được. Và không bón phân. Vậy là chúng ta đã tiết kiệm. Cách làm của mình là tiết kiệm gì? Không phải bón phân. Thứ hai, chỉ phun thuốc sâu một lần. Khi làm lộc cuối cùng là lộc, mình gọi lộc 3 hay lộc gì đấy. Đấy, lộc cuối cùng thôi. Còn bình thường chúng ta không cần làm, lộc nó vẫn ra. Bởi vì dưới có cỏ, trên vườn lọc lá nhiều, thừa rộng lọc rồi, không cần thiết lắm. Cho nên kiểu gì vải nó vẫn ra đủ lọc. Đấy. Còn tại sao chỉ cần làm một lần lọc cuối cùng? Bởi vì các bạn nhìn cái lọc mình không phun thuốc sâu, nhưng lọc nó không sao. Chỉ cần một lần lọc cuối cùng, bây giờ mình vặt đi, nó ra lọc, ra có thể sâu ăn, có thể không ăn. Nhưng vì lọc lá mình nó nhiều, cỏ mình nó nhiều, sâu sẽ không ăn hết giống như những cây mình vừa quay. Thì đến lần lọc cuối cùng mình làm, thế là nó vẫn đủ lọc, đẹp nữa là khác. Đấy. Cái cách làm này là cách làm gọi là rẻ nhất và theo mình nghĩ là an toàn. Mà vải cũng không xấu đâu các bạn ạ. Tỉa thưa khác gì như chúng ta bấm. Còn xấu hay không? Thì hôm qua hôm kia mình có làm video về kỹ thuật là làm YouTube đấy. Các bạn kéo lại video đấy hoặc là chúng ta vào cái vải thiều đục. À, vải thiều nhà Leo Văn Minh năm 2019 đấy. Đấy. Mình cũng không bấm đâu. Đấy. Đây là những cách làm của mình. Còn cách làm 4 cây thử nghiệm để các bạn quan sát. Tại sao lúc đấy mình gọi là thử nghiệm? Bởi vì làm để anh em chia sẻ, anh em các bạn nên tham khảo cách làm gì. Đây chính là cách làm theo kênh mình gọi là thử nghiệm. Làm 4 cây tỉa theo kiểu 4 cách. Một cây tỉa bình thường, bấm tỉa thưa thoáng, bón rất nhiều phân. Khi bón phân các bạn nhìn bên này, cây cỏ nó khác. Bên này toàn cây tòm phóp, cái cây mà trẻ con hay chúng ta hay ăn ấy. Nó tốt quá cho nó ra lọc nhiều như thế. Ra lọc 3 rồi các bạn ạ. Lọc 3. Vậy bấm tỉa thưa thoáng, bón nhiều phân, lọc ra rất nhanh. Sẽ bị nhỡ, nhỡ chưa? Nhỡ rồi. Cây này bấm cụt, cũng ra lọc 3. Thì hai cây này nếu như theo làm đúng theo công thức của mình, thì bây giờ mới là lọc 2 đúng không? Thì lọc 2 tháng 8 mới tỉa cho ra lọc 2. Nhưng bây giờ nó lọc 3 rồi, đang nhúng lọc 3. Vậy bắt buộc những cây này mình phải làm lọc 4. Thì mới phù hợp thời gian là đông chí, trước sau đông chí, khoảnh chẳng hạn. Hay trước sau đồng chí ức chế. Cây này cũng thế. Vì bấm sâu, bón nhiều phân, bây giờ cũng đang nhú lọc 3 rồi. Hãy bắt buộc những cây này mình phải làm 4 đợt lọc thì nó mới phù hợp thời gian. Còn hai cây này bấm tỉa theo kiểu thưa, như bấm ngay từ đầu, bây giờ lọc 3 cũng đã nhú. Vậy bắt buộc 4 cây này mình phải làm 4 đợt lọc. Vậy bấm tỉa cây vải mất mùa mà chúng ta bấm tỉa chăm sóc tốt quá thì nó sinh ra hiện tượng là nhỡ. Nên nhiều anh em bây giờ, tại sao những anh em làm những tốt vải ra lộc rất nhanh? Bởi anh em các bạn chăm sóc rất là tốt. Cho nên hệ quả là nó ra lộc rất nhanh. Nếu như phù hợp thì tốt, mà không phù hợp mà không ra hoa đậu quả là chúng ta mất quá nhiều công sức. Cho nên mình chia sẻ những năm mất mùa như năm nay, chúng ta chỉ cần làm một lần lộc thật tốt. Bấm tỉa tỉa thưa chứ không cần phải chỉ cần tỉa thưa chứ không cần phải chỉ cần tỉa thưa chứ không cần phải bấm ngọn. Thế thôi các bạn ạ. Đấy. Vậy bây giờ những cây tỉa thưa, những cây làm hay không làm bên kia, bây giờ cuối cùng giống hệt những cây làm, vất vả rất nhiều phân, mất một buổi một ngày mình làm, mình bấm, mình tỉa, mình bón phân, mình cày, mình bừa, nhưng cuối cùng cũng hòa với bên kia. Cho nên tại sao mình bỏ 4 cây ra mình bón phân nhiều lắm các bạn ạ? Bón phân thân nhiều để làm thí nghiệm mà không tính tiền. Như cùng bên này bên kia giống hệt nhau thôi. Lọc lá giống nhau. Không khác gì nhau cả. Thì đây là 4 cây thí nghiệm. Bây giờ cuối cùng cũng giống bên kia rồi. Giống hệt nhau. Đấy. Thật ra khi các anh em đăng trên các nhóm hội phây, các nhóm trao đổi kỹ thuật cũng như các kênh YouTube, nói rất nhiều kỹ thuật này, kỹ thuật kia, nhưng được nhiều khi các bạn mà dở lại video của mình đã nói từ trước rất lâu rồi. Bấm ngọn này, để cho lọc ra nhanh này.
cắt ngọn này, phạt vải này, phát hoa này mình đều làm từ trước. Đấy. Còn khoanh thì nguồn gốc của nó như nào không biết, nhưng mà năm 98 mình cũng đã làm rồi. Vải mình trồng năm 94, 95, 96, 98, mình 99 mình đi ôn thi đại học. Thế là 98, 99 mình đã dùng khoanh gốc. Các bạn nhìn gốc vải mình, tại sao chúng ta thấy gốc vải nào cũng đắp ụ cao lên? Chính là mình đã sử dụng cái thuật khoanh gốc. Như là xưa mình khoanh ở mãi dưới gốc, xong mình lấp đất vào, chân vải mới ra rễ ở trên. Mình khoanh lâu lắm rồi. Đấy. Mình khoanh gốc vải lâu lắm rồi. Cũng như tưới xước, sửa xương mình nhử cách đây từ năm 19-20 rồi. Mình đang rồi, mình trứng. Cụ thể nhất mình lấy dẫn chứng tại sao mình khoanh gốc các rễ vải mình màu trên nhá. Mình thử xem xét xem mấy cây này còn không. Mấy cây vải mình chặt đi ấy, thì rõ ràng lắm, nhưng mấy cây vải này không biết nào. Như mấy cây vải này không không có. Những cây vải chặt đi ấy. À đây, khoanh gốc đây các bạn này. Đấy, khoanh gốc. Đấy. Ngày xưa khoanh, trong lấp vào. Mình trồng từ 94, 95, 96, 98 vải mình bắt đầu có, 99 bắt đầu ổn định. À, từ năm 2000 trở lại ổn định đây. Mình khoanh gốc vải ra rễ trên gốc đây. Đấy. Đấy, ra rễ trên gốc. Mình đã thực hiện từ lâu rồi. Đấy. Thì mình chốt lại như sau. Cây vải nó cứ lọc lá nhiều, đủ lọc đủ lá thì ắt nó sẽ ra hoa thôi. Còn chúng ta bấm tỉa thì rõ ràng quả vải sẽ đẹp hơn. Nhưng chúng ta bấm tỉa vào nó sẽ dẫn đến hiện tượng là mạo hiểm. Một là được, không cẩn thận là mất. Nhưng có một cái điểm mất, đó là mất rất nhiều công. Cho nên chúng ta làm sao cho phù hợp mà thôi. Chứ rõ ràng bấm tỉa mà làm nhiều, tâm huyết nhiều, rõ ràng nó phải tốt hơn. Nhưng chúng ta làm sao nó an toàn và đảm bảo. Bởi vì chúng ta còn nhiều việc, chứ không phải chỉ mỗi cái vải đâu. Rồi cảm ơn các bạn xem video nhé. À, mình chép lại thời gian. Đây là cái mô típ của bài của mình rồi. Thời gian bây giờ là khoảng 7:30 thứ năm, ngày 15 tháng 8 năm 2024, tức ngày 12 tháng 7 năm Giáp Thìn, sau lập thu 7 ngày. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Mình dừng video đây.